320 nha. Cái đó là của cái cặp bánh bấm, của cặp bánh bấm ấy. Dạ. Dạ đúng rồi, cái cặp bánh bấm, nhưng cặp bánh bấm này giờ chú không ấy mà, cái đấy của nó bị đua mất rồi, nó phải lấy ra thôi. Ui, bán sắt vụn được mấy nghìn cái đấy đâu. Đấy nhá, 320. Thì kệ chú còn lấy, chú còn lấy cánh cửa của nó mà. Kệ, được rồi đấy, Thắng ơi, anh Thắng. Đạp côn rồi. Ba hai mươi mình Nguyễn Bình nha, các chú đi xem xe đây rồi. Cái Thắng chân lại luôn anh Thắng ạ. À. Em nhặt mấy cái đồ lên giúp anh luôn đấy. Cái tấm BK với cặp kiếm lên luôn. Dạ cho lên dựng ở bên không sao đâu. Chạy gần mà. Cửa hả? À không, cái tấm BK với cửa đồ xem mấy kiếm đồ không à. Cái nhốt thì nhốt hết rồi nha. Hiện tại thì em vẫn còn chiếc 37 đây. Chiếc 37 kia. Thôi này đang mưa gió quá em chưa làm được. 37 nữa. 285, MT30, MT33. Mình còn một chiếc 8020, một chiếc 3608, M1, chiếc 275, mai về nữa, xe bãi. Đã. Ok, chào các bác nha.